Xin chào mọi người, đây là Tinh tế Update số thứ 47 sẽ giúp bạn cập nhật những thông tin hot nhất trên diễn đàn Tinh tế và không trở thành người tới cổ trên diễn đàn Tinh tế nha. Đầu tiên là sản phẩm Xiaomi Mi 11 Ultra. Có lẽ đây là một sản phẩm đến từ Xiaomi được rất là nhiều sự quan tâm trong hiện tại. Cơ bản là vì nó có những thông số quá khủng và đặc biệt là cụm camera sau của nó. Với Xiaomi Ultra 11 lần này thì chúng ta sẽ có mức giá là 25 triệu đồng. Mức giá cũng tương đương với những chiếc flagship của iPhone. Tiếp theo nữa thì tại sao chiếc điện thoại này lại thu hút được nhiều sự quan tâm đến như vậy? Chúng ta sẽ có cụm camera phía dày ở đằng sau với độ phân giải lần lượt là 50 và 48 megapixel cho hai ống kính còn lại. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một camera selfie trước với độ phân giải là 20 megapixel. Tiếp theo nữa thì đây là một chiếc điện thoại cũng có một viên pin khá tốt 5000 mAh nhưng lại có sạc nhanh lên đến 67W. Và theo cam kết của hãng thì chúng ta sẽ sạc được 100% trong vòng 36 phút. Ngoài ra thì Xiaomi 11 Ultra cũng có một con chip khá mạnh là Snapdragon 888. Ngoài ra thì theo anh Hiệp, đây cũng là một chiếc điện thoại có một cái màn hình rất đẹp nhưng mình vẫn ấn tượng nhất là cụm camera phía sau. Tuy hơi dày và hơi thô nhưng nếu mà quan sát kỹ thì mọi người sẽ thấy có rất là nhiều thứ tạo nên cái giá trị của cụm camera này. Đặc biệt là cái màn hình mini nhỏ mà bạn hoàn toàn có thể chụp được hình selfie với ống kính 50 megapixel ở camera sau. Thông tin thứ hai là không giống như Samsung khi mà chế tạo ra một cái thiết bị định vị dò tìm riêng là SmartTag và Apple có vẻ hơi thua kém hơn chăng khi mà AirTag của họ sau nhiều đồn đoán vẫn chưa có mặt hiện tại. Thay vì vậy thì Apple cũng đã đi một bước đi mà không ai ngờ tới, đó chính là họ hợp tác với những thiết bị định vị của bên thứ ba và cập nhật vào trong cái phần mềm Find My của mình. Đây là một cái chương trình mạng lưới mà Apple cập nhật cho Find My, là một cái hệ thống dò tìm với những cái phụ kiện bên thứ ba. Và sau đây là ba hãng được cập nhật trên Find My này của Apple. Đầu tiên chúng ta sẽ có Belkin, có Chipolo và VanMoof. Trong tuần sau thì những cái sản phẩm định vị này của hãng cũng sẽ được cập nhật lên Find My của Apple luôn. Và mình thấy đây là một bước đi rất là khôn khéo khi không cần chế tạo ra một cái thiết bị định vị riêng, nhưng mà Apple vẫn có thể kéo thêm những cái hãng thứ ba khác vào trong hệ sinh thái của mình. Tiếp theo là một sản phẩm mà mình nghĩ các anh em iPhone cũng sẽ rất thích khi đang sử dụng những cái sản phẩm mới của nhà táo. Cụ thể là những chiếc iPhone từ năm 2020 trở đi sẽ được sử dụng cái thiết bị gọi là nam châm hít sạc của hãng Hyperjuice. Và cái hãng này nó cho ra một cái cục pin có thể gắn vào trong mặt lưng của những chiếc iPhone 2020 và mức giá của nó sẽ là 1,1 triệu đồng. Tuy nhiên bù lại vì là một công nghệ khá mới cho nên cái sản phẩm này mình thấy cái cấu hình của nó không được cao cho lắm. Đầu tiên là nó chỉ có viên pin sạc dự phòng chỉ 5000 mAh mà thôi. Ngoài ra thì sạc không dây sẽ là 7,5W. Ngoài ra nếu bạn sạc qua những kết nối dây Type-C thì sẽ là công suất 12W. Nó giống như là một cục pin di động bình thường, nhưng cái ưu điểm ở đây là nó sẽ hít vào cái mặt lưng bên trong của những chiếc iPhone. Và khi mà bạn sử dụng cái cục sạc này thì bạn không hề lo những cái chuyện là dây nhợ vướng víu lằng nhằng là một. Thứ hai là cái sạc của nó hít rất là tốt, cho nên là khi mà chúng ta có bỏ vào túi xách, ba lô thì cũng không sợ cái trường hợp là bị xê dịch trong quá trình sạc. Thông tin thứ tư mà bạn không nên bỏ lỡ đó chính là những cái thông tin trong việc chúng ta cần phải đi làm căn cước công dân có gắn chip. Và Tinh tế thì cũng đã có một cái video YouTube mà các bạn có thể tham khảo tất tần tật những cái thông tin và giải đáp thắc mắc của mọi người. Và mọi người lưu ý là khi mà chúng ta đi làm căn cước công dân gắn chip thì hãy nhớ mang theo hai thứ rất là quan trọng. Một là chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân cũ 12 số hoặc là chứng minh nhân dân 9 số, sau đó là cầm theo sổ hộ khẩu gốc của mình nha. Thông tin cuối cùng của chúng ta là về một chiếc xe, và đây là một chiếc xe rất hot trong tuần qua. Một chiếc xe bus màu xanh lá cây hoàn toàn mới đến từ VinBus. Đây là một chiếc xe bus chạy bằng điện. Và ngoài việc là chạy sử dụng nguồn năng lượng điện mới thì chiếc xe này còn có gì hấp dẫn nữa? Hãy cùng mình tham khảo qua một vài thông tin mà mình sẽ liệt kê cho các bạn nha. Đầu tiên là chiếc xe này có hỗ trợ Wi-Fi miễn phí này, cũng sạc USB, camera an ninh. Và ngoài ra thì nó cũng có cái hệ thống là tự động kiểm soát hành vi của người lái. Quan trọng hơn, nó có chế độ tự động hạ thấp thân xe mỗi khi lên xuống và bảng điện tử thông báo lộ trình. Chắc chắn là nghe đến đây mọi người cũng hơi hoang mang và thắc mắc giống mình là liệu chiếc xe điện VinBus như thế này, nguồn điện như thế nào thì mới có thể đáp ứng được cái nhu cầu di chuyển ở một cái lộ trình xa cho một chiếc xe bus. Đầu tiên là chiếc VinBus này sẽ sở hữu một khối pin dung lượng khá lớn, 281 kWh. Vậy thì với 281 kWh này nó sẽ di chuyển trong bao lâu? Cụ thể là chiếc xe VinBus điện này của chúng ta sau 2 tiếng sạc đầy thì nó sẽ di chuyển được từ 210 km đến 260 km. Và trong 2 tiếng đồng hồ này thì chiếc xe sẽ được sạc nhanh bởi trạm sạc nhanh 150 kW của VinBus. Và đây là công nghệ sạc do StarCharge cung cấp như mình vừa nói lúc nãy. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn cung cấp cho mọi người
về thông tin hot hit trên những nền kinh tế cũng như là YouTube kinh tế tuần qua. Và bạn ấn tượng nhất với sản phẩm nào thì đừng quên để lại phía dưới bình luận cho Kinh Tế cùng biết với nha. Riêng mình thì là chiếc Xiaomi 11 Ultra và chiếc xe điện VinFast. Hẹn gặp lại mọi người trong Kinh Tế Update tuần sau. Bye bye!